ông Tập lần đầu tiên lên tiếng sau khi nới lỏng các biện pháp chống Covid. Bác sĩ phẫu thuật nói Sun Yun giữ gìn những truyền thống sống động của người dân Trung Quốc. Giá cao ngất ngưỡng, thuốc đông y Trung Quốc liên tục phá kỷ lục. Hoa Kỳ xem xét các biện pháp Covid đối với khách du lịch từ Trung Quốc. Ý quy định du khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm Covid-19 virus độc hại tái sinh Rất nhiều người có phổi trắng Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 12 Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên nói về COVID-19 kể từ khi chính quyền nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt chống đại dịch. Theo tờ AFP, ông Tập phát biểu trong chỉ thị rằng Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang đứng trước tình hình mới, nhiệm vụ mới. Ông nói thêm: "Chúng ta nên phát động chiến dịch y tế yêu nước một cách có mục tiêu hơn, củng cố tuyến phòng thủ cộng đồng để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ hiệu quả tính mạng, sự an toàn và sức khỏe của người dân." Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị cáo buộc từ bỏ chính sách zero COVID quá đột ngột mà không có sự chuẩn bị, khiến dịch bệnh bùng phát mạnh khắp các địa phương cả nước trong những ngày gần đây. Một báo cáo của tờ Nikkei đã cho thấy một bức tranh đại dịch đen tối ở Trung Quốc. Theo báo cáo, ngày 25 tháng 12, chính quyền tỉnh Chiết Giang cho biết họ đã ghi nhận khoảng 1 triệu ca mắc COVID mới mỗi ngày. Họ cũng dự đoán rằng số ca nhiễm hàng ngày sẽ đạt đỉnh vào khoảng đầu năm mới, có thể ở mức 2 triệu. AFP đưa tin về cuộc thăm dò. Ý kiến 150.000 cư dân ở tỉnh Tứ Xuyên cuối tuần trước cho thấy 63% số người được hỏi đều đã dương tính với COVID-19. Trung tâm Dịch vụ Tăng lễ ở phía Nam Quảng Châu đã ngừng nhận yêu cầu hỏa táng cho đến ngày 10 tháng 1 vì phải giải quyết các yêu cầu hỏa táng đang xếp hàng dài chờ đợi. Chỉ có 6 trường hợp tử vong do COVID được báo cáo chính thức kể từ khi chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng chống đại dịch. Tuy nhiên, các nhân viên lò hỏa táng được AFP phỏng vấn cho biết số lượng thi thể đã tăng lên bất thường trong khi các bệnh viện cho biết các khu vực cấp cứu, chật cứng và có vô số người chết mỗi ngày. Bác sĩ phẫu thuật nói, Xuân Duyên gìn giữ những truyền thống sống động của người dân Trung Quốc. Sau nhiều năm mong muốn được xem nghệ thuật biểu diễn sân Duyên, ông Yaron Perry, một bác sĩ phẫu thuật phổi tại Đại học Buffalo, và bà Anna Blumenthal Perry, một nhà nghiên cứu sinh học tại đại học này, cuối cùng đã có thể tham dự một buổi biểu diễn tại nhà hát Search Buffalo tại Buffalo, New York. Tôi nghĩ chúng thật tuyệt vời, tiến sĩ Perry nói. Tôi có thể nói với bạn rằng, chúng tôi đã tham gia rất nhiều chương trình và cuộc thi. Đây hẳn là ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nghệ thuật nói lên điều đó, nó nói thay cho họ và nói lên những gì họ đang đại diện. Thật xuất sắc, Sơn Duyên đã thể hiện sứ mệnh của họ. Giữ gìn công lý và giữ gìn truyền thống của người dân Trung Quốc. Có trụ sở tại New York, Sơn Duyên là đoàn múa cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới với sứ mệnh làm sống lại và bảo tồn nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa Công ty giới thiệu các điệu múa dân gian đích thực Các buổi biểu diễn độc tấu và múa cổ điển Trung Hoa Dựa trên những câu chuyện kể từ cổ đại đến hiện đại Theo trang web của công ty, buổi biểu diễn của SunYun năm nay Thể hiện một Trung Quốc trước chủ nghĩa cộng sản Ngoài việc mua vé xem trực tiếp các buổi diễn khán giả giờ đây có thể xem SunYun trên nền tảng xem trực tuyến creation com có phiên bản tiếng Việt. Hành trình xuyên suốt 5.000 năm của văn hóa thần truyền Trung Hoa bắt đầu chỉ bằng một cú nhấp chuột. Quý vị có thể truy cập và đăng ký xem trên trang sunjuncreation.com Giá cao ngất ngưỡng, thuốc đồng y Trung Quốc liên tục phá kỷ lục. Thưa quý vị, mới đây, thủ phủ tỉnh Chiết Giang chính thức thừa nhận số ca nhiễm Covid lên tới 1 triệu ca mỗi ngày. Làn sóng dịch bệnh do biến thể mới của Omicron ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Trước tình hình dịch bệnh phát triển nhanh chóng và số ca tử vong tăng kỷ lục, người dân Trung Quốc đang rầm rộ tìm mua các loại thuốc đông y có tác dụng lâu đời như tăng sức đề kháng, giúp thanh nhiệt giải độc. Nhu cầu mua thuốc tăng mạnh khiến các nhà thuốc đồng loạt thông báo hết hàng. Trong vòng chưa đầy một tháng, giá của tất cả các loại thuốc này đã tăng lên mức chưa từng có, trung bình từ gấp đôi đến gấp 8 lần so với giá thông thường. Phá vỡ kỷ lục được thiết lập trong giai đoạn dịch SARS năm 2003. Hiện tại, giá vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại vì nguồn cung nguyên liệu ngày càng khan hiếm. Theo mạng lưới y học Trung Quốc càng Mây, bảy loại thuốc thảo dược Trung Quốc đã tăng giá hơn 100% trong tháng này, tăng nhiều nhất là thuốc mã tiên thảo hay gọi là cỏ roi ngựa chanh, đạt 717,53% với giá hiện tại là 39 đến 40 nhân dân tệ, tương đương khoảng 135.000 đồng một kg. Trước đó, giá của loại thuốc này là khoảng 4,5 nhân dân tệ, tương đương 15.000 đồng lá tí tô tăng 263%, lô căn hay dễ sậy tăng 167%. Công ty dược phẩm Căng Mây cho biết, cỏ roi chanh có tác dụng sửa chữa tổn thương phổi do Covid gây ra, đặc biệt là tổn thương đường thở nhỏ. Giá các dược liệu thanh nhiệt, giải độc khác như kim ngân hoa, liên kiều, đẳng sâm cũng tăng mạnh. Ví dụ, giá kim ngân hoa chỉ khoảng 150 nhân dân tệ, tương đương 508.000 một kg vào đầu tháng 12. Gần đây, nó tăng gần gấp đôi. Kính thưa quý vị, theo tờ Reuters, Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 27 tháng 12 cho biết, họ đang xem xét áp dụng các biện pháp Covid mới đối với du khách đến từ Trung Quốc. Quốc gia đang phải đối mặt với sự bùng phát dịch bệnh sau khi đột ngột dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với Covid. Động thái này được đưa ra sau khi một số quốc gia áp đặt các biện pháp đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc. Nhật Bản yêu cầu xét nghiệm Covid âm tính đối với du khách từ Trung Quốc khi đến, trong khi Malaysia đã áp dụng các biện pháp theo dõi và giám sát mới. Hoa Kỳ đang xem xét các quy tắc tương tự để ngăn chặn virus lây lan hơn nữa, Nước này cũng nêu quan ngại về sự bùng phát dịch bệnh COVID ở Trung Quốc và đặt câu hỏi về độ tin cậy của dữ liệu chính thức của chính quyền đại lục. Khi virus lan tràn khắp Trung Quốc, nhiều bệnh viện đã quá tải, bệnh nhân và các nhà tang lễ chật cứng xác chết. Nhưng số liệu thống kê chính thức từ chế độ này chỉ cho thấy một trường hợp tử vong do COVID trong 7 ngày qua, làm dấy lên sự hoài nghi của các quan chức chuyên gia y tế và người dân Hoa Kỳ về độ tin cậy. Các con số cũng không ăn khớp với dữ liệu địa phương báo cáo hàng triệu ca nhiễm trùng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch trong nước bắt đầu từ ngày 8 tháng 1. Động thái này được đưa ra sau 3 năm các biện pháp nghiêm ngặt theo chính sách Zero Covid gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo thông báo từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, những người đến Trung Quốc sẽ không bị cách ly nhưng vẫn yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính với Covid trong vòng 48 giờ sau khi đến. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến dịch bệnh Trung Quốc. Italia quy định du khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19. Vào ngày 28 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Italia Orazio Schiolacci đã tuyên bố nước này đã quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc, nơi các ca nhiễm bệnh đang gia tăng. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Siculachi cho rằng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm giám sát và phát hiện các biến thể có thể có của virus giúp bảo vệ người dân Italia. Ông Siculachi không cho biết nước này sẽ áp dụng những biện pháp nào đối với những du khách có kết quả xét nghiệm dương tính. Song các quan chức y tế địa phương ở vùng Lombardy xung quanh Milan và vùng Lazio xung quanh Roma cũng cho hay những người này sẽ phải cách ly trong các tòa nhà mà cơ quan y tế địa phương dành riêng cho họ. Sân bay chính của Milan, Penza đã bắt đầu xét nghiệm các hành khách đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 26 tháng 12, và kết quả cho thấy cứ hai hành khách thì có một người bị lây nhiễm. Italia hiện là quốc gia đầu tiên quy định bắt buộc những hành khách đến từ Trung Quốc phải làm xét nghiệm COVID-19. Một số quốc gia khác cũng đã xem xét các quy định mới đối với du khách của Trung Quốc. Nhật Bản đã thông báo rằng từ ngày 31 tháng 12 tới, du khách từ Trung Quốc đại lục đến nước này phải có kết quả xét nghiệm Covid-19, trong khi Đài Loan sẽ yêu cầu những người đến từ Trung Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tiếp tục liên quan đến nội tình Trung Quốc. Chủng virus độc hại tái sinh rất nhiều người có phổi trắng. Thưa quý vị, theo các báo cáo, số ca nhiễm bệnh và tử vong ở Trung Quốc trong những ngày gần đây đã tăng vọt lo hỏa táng ở nhiều nơi đã quá tải. Trong những ngày vừa qua, một lượng lớn người đã chia sẻ thông tin trên Weibo rằng những người bị nhiễm dịch được chẩn đoán bị viêm phổi nặng, thậm chí tử vong vì loại virus phổi trắng đáng sợ. Mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Một bác sĩ ở Vũ Hán giấu tên tiết lộ với tờ Vision Tom rằng dịch bệnh gần đây ở Vũ Hán rất nghiêm trọng. Cũng như ở Bắc Kinh, các bệnh viện lớn ở thành phố này đều quá tải. Ca nặng rất nhiều, căn bản là không có giường bệnh không chỉ người già chết vì dịch bệnh mà còn cả thanh niên, trung niên sốt cao kéo dài và không ít người xuất hiện tình trạng phổi trắng. Tình hình thực tế hoàn toàn khác với những gì mà chính phủ nói. Như tin chúng tôi đã đưa, mới đây đông đảo người dân đã đưa tin trên Weibo, người nhiễm dịch được chẩn đoán viêm phổi nặng, người già nhập viện có triệu chứng phổi trắng, cũng có nhiều trường hợp tử vong. Phổi trắng chỉ bệnh nhân bị viêm phổi nặng, khi chụp X quang, phổi hiện ra một mảng lớn màu trắng có nghĩa là phổi bị ăn mòn và sơ hóa nghiêm trọng. Đây là một triệu chứng viêm phổi cực độ và tính mạng của bệnh nhân đang gặp nguy hiểm. Phan Đăng, một cựu dẫn chương trình CCTV cách đây vài ngày đã cho biết cha của anh đã qua đời vì bạo bệnh. Ông được đưa đến bệnh viện với lá phổi trắng, phổi của ông gần như biến thành trắng xóa. Mai Tân Dục, một nhà kinh tế học nổi tiếng, đã đăng trên Weibo vào ngày 20 tháng 12 rằng cha vợ của Hồ An Cương, một học giả cánh tả, đã chết vì bệnh viêm phổi. Ảnh chụp CT cho thấy 1 phần tư lá phổi đã biến thành màu trắng. Ngoài tiết lộ của người nhà những người đã khuất, những nhân viên y tế cũng cho biết và tỏ ra lo ngại về triệu chứng phổi trắng điển hình khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán vào 3 năm trước sẽ tái xuất hiện với số lượng lớn. Nhiều nhân viên y tế đã đăng trên Weibo những bức ảnh chụp trong bệnh viện cho thấy phổi của nhiều bệnh nhân đã bị sơ hóa hoàn toàn. Điều này rất đáng sợ. Theo trang NetEase, một bác sĩ của Bệnh viện Triều Dương, Bắc Kinh đã đăng tải một đoạn video lên Weibo, ghi lại tư liệu phổi của một cụ già ở độ tuổi 70 bị bạch hóa nhanh chóng. Người ta nói rằng ông cụ chỉ bị nhiễm bệnh trong một ngày. Một bác sĩ ở tỉnh Hà Nam cũng cho biết hai bệnh nhân đã chết vào sáng ngày 23 tháng 12. Một trong số họ đã bị bạch phổi. Cùng ngày, một nhân viên y tế từ Sơn Đông cũng đang trên Weibo cho biết Hình ảnh chụp CT của một bệnh nhân đã cho thấy tình trạng phổi trắng. Một cư dân mạng khác ở Tứ Xuyên thì tiết lộ, sau khi người gì 76 tuổi được đưa đến bệnh viện, trực tiếp đến ICU để cấp cứu, lúc đó người gì đã bất tỉnh và bị suy hô hấp. Bác sĩ cho biết phổi của bà đã trắng xóa, cần cắt ngay máy thở khí quản. Sau nhiều ngày điều trị trong ICU, đáng tiếc bà vẫn không qua khỏi. Chuyên gia nhận định Triệu chứng phổi trắng, tỷ lệ tử vong trên 40%. Trương Lê, một bác sĩ đại lục cho biết, tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân bị phổi trắng nặng là hơn 40%. Có hai nguyên nhân dẫn đến phổi trắng, là bản thân phổi bị nhiễm trùng hoặc các bộ phận khác của cơ thể bị nhiễm trùng gây ra phản ứng viêm trong cơ thể. Bác sĩ cho biết, phổi trắng còn được gọi là hội chứng suy hô hấp cấp tính ARDS, thường dùng để chỉ biểu hiện của bệnh nhân bị viêm phổi nặng. Khi kiểm tra X quang hoặc CT Phổi phát triển khối lớn màu trắng. Biểu hiện lâm sàng là tức ngực, khó thở, hô hấp kém, độ bão hòa oxy trong máu thấp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxy trầm trọng. La Binh đến từ Vũ Hán đã làm một video cách đây 3 ngày nói rằng phổi của anh cũng có màu trắng và các bệnh viện ở Vũ Hán đã chật kín, không có giường bệnh nào cả. Các nhà khoa học cho biết, xuất hiện chủng đột biến mới có khả năng gây bệnh và gây chết người mạnh hơn ở Trung Quốc đại lục. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đã tác động đến cả cộng đồng quốc tế. Các nhà khoa học nước ngoài chỉ ra rằng, chủng đột biến mới có thể là sự kết hợp của tất cả các chủng trước đó, hoặc là chúng có thể là một chủng hoàn toàn mới. Tờ báo cũng trích dẫn lời của tiến sĩ Stuart Roy, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của trường đại học Johns Hopkins, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Rằng bất cứ khi nào chúng ta thấy một đợt bùng phát dịch bệnh mới, chúng ta thường thấy sự xuất hiện của các chủng đột biến mới sau đó. Bác sĩ Roy cho biết, mỗi lần lây nhiễm mới đều có khả năng tạo cơ hội cho virus biến đổi. Tuy nhiên, Trung Quốc, quốc gia có dân số tới 1,4 tỷ người, đồng thời từ bỏ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cực đoan là zero covid, hiện đang ở giữa một đợt bùng phát mới. Và vì vậy, khả năng rất cao là virus sẽ đột biến và tạo ra chủng đột biến mới. Các nhà khoa học nhận thấy rằng tiêu loại virus mới lần đầu tiên lan rộng khắp thế giới từ Trung Quốc vào 3 năm trước. Chúng ta đã thấy biến thể Delta và sau đó là biến thể Omicron. Những chủng đột biến này vẫn là mối nguy hiểm cho sức khỏe ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Điều không rõ ràng trước mắt là nếu như các chủng đột biến mới xuất hiện, có phải những chủng mới này độc hơn và gây bệnh nặng hơn hay không?